Xin chào các bạn, mình là Kiều Anh, người quản lý trang siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Ở trong clip ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ đến gặp những khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ Trương Sông Won của Korea Shop 24 giờ để xem là cảm nhận của những khách hàng này khi đã sử dụng sản phẩm này như thế nào ạ. Và bây giờ thì mời các bạn cùng Kiều Anh đến gặp bác Thuận, một trong những khách hàng vô cùng quen thuộc của Korea Shop 24 giờ. Vâng, thưa các bạn, hiện tại thì Kiều Anh đang có mặt tại nhà bác Thuận, một trong những khách hàng quen thuộc đang sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ Trương Sông Won của Korea Shop 24 giờ. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của bác Thuận khi sử dụng sản phẩm này ạ. Vâng, cháu chào bác ạ. Bác cho cháu hỏi một chút là trước khi mình sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ Trương Sông Won của Korea Shop 24 giờ thì sức khỏe trước đấy của mình như thế nào ạ? Bác bị là viêm phế quản này, bây giờ nó thở cái thể hen này. Thế xong rồi là cái đợt vừa rồi bác ốm thì là con bác lại đưa đi bệnh viện. Thế là đến đấy là điều trị thì là người ta làm xét nghiệm cho bác. Thì lại bác lại cộng thêm mấy bệnh nữa. Lại tiểu đường, lại mỡ máu, lại gan nhiễm mỡ độ 2. Úi dồi ôi, nhiều thế. Áp huyết cao nữa. À dạ vâng. Như vậy thì có thể nói là sức khỏe trước đấy của mình khá là xấu đúng không ạ? Vậy thì sau khi mình sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ Trương Sông Won của Hàn Quốc này thì bác cảm thấy là sức khỏe của mình tiến triển như thế nào ạ? Bác uống thì hết một hộp thì bác thấy đỡ nhiều. Đấy. Thế uống đến hộp thứ hai thì gần hết hộp thứ hai bác bảo thế thôi bác đi làm xét nghiệm lại. Thì cái tiểu đường của bác là nó ổn định rồi. Thì cái mỡ máu là hoàn toàn không còn nữa. Mà cái gan nhiễm mỡ không còn nữa. Đấy thì là cái áp huyết thì nó cũng tương đối. Ấy thì bác bảo là ôi dồi, cái này đúng là tốt thật. Thế bác đi lại nó cũng dễ, là rất là dễ chịu. Mà bác ngủ là được sâu giấc, là không bị là kiểu đêm nó cứ hoảng loạn ấy, mà nó mất ngủ. Đấy, bác dùng cái này là bác thấy là thích lắm. Dạ vâng. Đấy. Thế là cháu thấy bác sử dụng cái sản phẩm tinh dầu thông đỏ Trương Sông Won này cũng rất là nhiều. Đấy. Thế là mình biết đến sản phẩm này và mình sử dụng thì là mình tự tìm hiểu hay là do ai giới thiệu rồi hả bác? Đấy, con bác nó tìm hiểu. Con bác tìm hiểu nó mua về cho bác. Đấy, thì là bác uống tốt thì bác lại nhờ mua, bảo con mua thêm để cho các em gái, em trai. Đấy. Thế là khi mà mình sử dụng thấy tốt là mình giới thiệu thêm cho nhiều người đúng không ạ? Vâng. Thế là bác cảm thấy là khi mà sử dụng tốt như này rồi thì bác sẽ tiếp tục dùng hay là bác hiện tại bác đang ngưng rồi ạ? Bác vẫn đang dùng. Đây, bác đang dùng. Đấy, bác đang dùng. À, đây đúng không ạ? Bác đang dùng sản phẩm tinh dầu thông đỏ này. Đấy. Thế là mỗi ngày bác uống 2 viên? 2 viên, sáng 1 viên, chiều 1 viên. Nhưng mà buổi chiều bác uống tầm khoảng độ 3:30-4 giờ. Và trước khi ăn ấy, thì vì là mình già rồi, mình hay đi tiểu đêm. Thế cho nên là nếu mà uống muộn quá thì uống nước nhiều thì đi tiểu đêm là làm mất giấc ngủ. Thế cho bác uống sớm này thì đêm không sao. Đấy. Thế là bây giờ mình hoạt động bình thường, sức khỏe đấy, của mình đều bình thường. Đây bác, cháu nhìn bác đây này. Đấy. Thế là sử dụng bác thấy da mình đẹp lên nhiều đúng không ạ? Mà cảm thấy nó cứ nó không còn bệnh nữa thì nó cảm thấy nó trẻ trung ra. Vâng, thế vậy trong quá trình sử dụng thì bác thấy sản phẩm này nó có tốt không và những ưu điểm gì ở sản phẩm này khiến bác có thể thích sử dụng như vậy ạ? Tốt hơn của Tây y. Đấy, của Tây y này bác mỗi lần là bác uống phải vốc thuốc này. Vâng. Một vốc như này rất là nhiều loại, 5-7 loại mà đến sợ. Nhưng uống này chỉ ngày 2 viên thôi, rất là đơn giản. Thế bác sướng rồi, chỉ uống nhiều nước thì ok. Vâng, cháu cảm ơn bác Thuận với những chia sẻ rất bổ ích cho khán giả cùng nghe thấy về sản phẩm tinh dầu thông đỏ Trương Sông Won của Hàn Quốc này. Vâng, Kiều Anh tin chắc rằng với những công dụng của sản phẩm tinh dầu thông đỏ Trương Sông Won mang lại thì chắc hẳn rằng các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng thôi đúng không ạ? Và nếu như các bạn còn đang thắc mắc chưa biết mua sản phẩm này ở đâu để có thể là an tâm sử dụng cũng như là được hỗ trợ trong quá trình dùng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24 giờ tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội để có thể là nhận được những tư vấn trực tiếp về sản phẩm. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.